Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, cùng với lực lượng công an nhân dân trên cả nước, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia nhiều hoạt động để góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và hôm nay, hưởng ứng thực hiện thư kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hiến máu nhân đạo để góp sức cứu chữa cho các bệnh nhân và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Theo kế hoạch Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã duyệt và đăng ký của các đơn vị, sẽ có 1.000 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia hiến 1.000 đơn vị máu. Trong bối cảnh phải cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang ngày đêm tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, túc trực ở các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nên việc hiến máu sẽ được Công an tỉnh chia ra nhiều đợt trong những ngày và tuần tiếp theo. Trong ngày đầu tiên, mùng 8 tháng 4, đã có 350 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động, tân binh ở trung tâm huấn luyện và một số cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị khác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia hiến máu. Sau buổi sáng mùng 8 tháng 4, có hơn 120 đơn vị máu đã được hiến. Ngoài cái việc thực hiện cái hiến máu cứu người trong các cái trường hợp đột xuất thì đơn vị có một cái câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ giọt hồng. Thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động là trong cái thường niên định kỳ có tổ chức hiến máu theo từng đợt. Qua cái đợt này thì được biết qua kênh thông tin và cái lời kêu gọi của Tổng Bí thư, thì do cái ảnh hưởng của dịch Covid cho nên là cái lượng máu để hiến vào cái ngân hàng máu trung ương là rất là hạn chế. Vì vậy cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thấy đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa, tích cực. Đối với bản thân tôi thì là đã trên 30 lần hiến máu, hàng năm cứ có mỗi đợt hiến máu là luôn luôn tình nguyện xung phong đi đầu hiến máu, trung bình mỗi năm là khoảng 2-3 lần. Và đối với tôi cảm thấy là cái việc rất ý nghĩa để giúp một phần nhỏ sức mình để cứu những người cần thiết. Và báo cáo chí, ngoài việc hiến máu thường xuyên và theo đợt của các bộ ban ngành thì bản thân tôi cùng như các đồng chí đồng đội trong phòng cảnh sát cơ động vẫn thường xuyên vào trong bệnh viện hiến máu cứu người cấp cứu khi họ vào mà bệnh viện thiếu máu. Trước cái tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch đại dịch COVID-19 thì trong cái công tác khám cấp cứu và điều trị của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì rất là gặp nhiều khó khăn, bởi vì rằng là hiện tại thì cái ngân hàng máu của tỉnh Đắk Lắk thì gần như là cạn kiệt bởi là khó khăn chung của đại dịch. Nhưng mà nhân ngày toàn dân hiến máu thì công an tỉnh đã tổ chức được cái buổi hiến máu này thì theo tôi thì thấy thực sự là nó có ý nghĩa, bởi vì rằng là công an đã chung tay góp sức với xã hội vượt qua cái giai đoạn khó khăn này để giúp cho những cái bệnh nhân đang trong cái tình trạng là thiếu máu nặng và cấp cứu. Thì tôi thấy là nó mang ý nghĩa rất là sâu sắc. Qua thư kêu gọi của Tổng Bí thư thì trong ngành công an cũng đã tham gia vào cái công tác hiến máu cứu người, đặc biệt là trong cái thời gian dịch bệnh COVID xảy ra. Thì cùng rất đặc biệt cái là mới tới tối hôm qua đến giờ thì ngành công an đã huy động được một số lượng lực lượng chiến sĩ rất đông để tham gia vào công tác hiến máu cho ngành y tế có máu để cấp cứu và điều trị. Hiến máu tình nguyện là hành động cao đẹp thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng. Việc làm nhân văn này trong những năm qua cũng luôn được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk, nhất là đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia. Trong đó có hàng trăm cán bộ chiến sĩ tự giác hiến máu rất nhiều lần. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ở Tây Nguyên khoảng hơn 2 tháng nữa vào đầu mùa mưa, thường hàng năm dễ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, việc tổ chức hiến máu nhân đạo như thế này sẽ góp phần bổ sung nguồn máu vào ngân hàng máu của các bệnh viện, góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hy vọng rằng việc tổ chức hiến máu như thế này trong thời gian tới sẽ được toàn xã hội chung tay góp sức để thực hiện tốt hơn.